Chào các bạn. Thì hôm nay mình có nhận một cái laptop Asus X411U. Tình trạng bị bể bản lề. Thì hôm nay mình sẽ sửa cái lỗi này. Ở đây mình thấy bên bên đây thì bình thường những cái chân này nó được bắt ốc dính vào cái bệ của máy, còn bên đây thì nó gãy, nó bung ra luôn, nó không còn dính vào cái bệ của máy nữa.
vị trí trên màn hình nó cũng gãy ra luôn, không còn dính cái bệ vào được. Do cái bản lề này nó cứng nên là khi mình gập máy xuống thì nó sẽ làm cho mấy cái chân ốc nó sẽ bị gãy, thì bây giờ mình sẽ chỉnh chỉnh cho nó rỗng ra một chút, khi mình gắp vào thì nó không còn bị cứng nữa. Mình cho thêm miếng dầu vào đây. Cho nó có độ nhờn để không còn bị cứng nữa. Cho thêm miếng dầu vào. Bây giờ mình vặn nó cảm thấy nhẹ hơn. Rồi, một bên. Còn bên này nữa, bên này cũng bị cứng nữa nè. Đó. Mình dùng kìm mình xả nó ra. Sau khi mình xả nó ra chừng nửa vòng thì nó cảm giác nó nhẹ hơn. Mình sẽ cho thêm dầu vào. Vậy là được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái chân ốc ngay chỗ vị trí này cho nó cứng lại.
Ở đây mình có hai cái chân ốc bị gãy, một chân chỗ này, hai là chân trong cạnh trong đây. Thì bây giờ làm một chân vào đây là trống mình sẽ làm được, còn chân vào đây trong đây sẽ dưới cái nắp màn hình, thì mình sẽ tháo nguyên cái nắp màn hình ra luôn. Sau khi mình tháo cái bẹ nó ra thì mình sẽ thấy được cái chân ốc bị gãy. Rồi bây giờ mình sẽ làm keo của cái chân ốc này lại. Trước khi làm keo mình sẽ đặt cái vị trí ốc cho nó ngay. Bây giờ mình sẽ dùng keo chấm lại vị trí chân ốc cho nó dính vào cái bệ của máy. Sau khi mình chấm keo cố định những vị trí chân ốc như thế này thì nó sẽ còn trống những chỗ chân như này, thì mình sẽ lấy bông gòn mình quấn xung quanh và mình chích keo sắt để giữ cố định những cái vị trí mà nó bị gãy lớp nhựa đi. Lấy bông gòn, lấy bông gòn mình xe lại. Đây. Mình sẽ ép vào vị trí như này. Đó. Sau đó mình sẽ chích, mình sẽ nhiễu keo dán sắt lên. Sau khi mình làm chân ốc xong, bây giờ mình gắp cái bản lề vô.
Bây giờ mình gáp nắp sao vô. Bắt các chân ốc cho nó cứng lại. Mình siết ốc kiểm tra lại một lần nữa, xem cho cái con ốc coi có cứng chưa. Bây giờ mình thử bẻ gập tới gập lui thử. Rồi, ok. Bình thường. Mở máy lên luôn. Rồi, vậy là xong rồi các bạn. Bạn thấy hay, hãy bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình.